Tập 28. Chủ tịch, đây đều là hàng của thị phụ Tương sao? Có ai mua không? Không có. Nào ông chủ, bây giờ từ các em cái mặt đều dùng hàng Mỹ hết. Họ thích những thứ đang nói, cho nên định nhạc với hàng trong nước. Giá cả của họ thì sao? Điều kinh khủng nhất là giá cả của một mặt hàng giá mà giá cả của Mỹ chỉ bằng 1/3, thậm chí còn chưa tới 1/10. Sao lại như vậy chứ? Có nghĩa là ít tân hết đường sống rồi. Ông chủ, giờ Lý Hưng Đạt là đại lý hàng Mỹ có tiếng ở Thượng Hải, hay là tìm ông ấy? Con cáo già này xem như phát tài rồi. Tài hay xỉu sẽ biết ngay thôi. Xỉu, xỉu, 1, 2, 3, xỉu. Xỉu cái gì? Các người có nói lý lẽ không vậy? Là ó cái gì? Tên điên nào đang kêu gào đây vậy? Hồ Văn Lâm, Hồ gia được thả ra rồi à? Tôi còn tưởng là ai nữa. Thì ra là cậu. Cậu không bị quốc quân bắn chết, coi như là mạng lớn rồi. Nói cậu biết, cậu đừng có dây vào tôi. Anh vợ tôi là quân quan, quốc quân đó. Cường tử là quân quan, quốc quân chứ gì? Tôi biết. Là Xuân Hoa nói cho tôi biết. Sao hả? Tôi trả quán bar cho cô ấy rồi. Tôi không đụng tới một ngón tay. Mà cường tử là quân quan thì liên quan gì tôi? Chuyện có ba Mã Lệ anh nói sao? Ba Mã Lệ trốn rồi, lấy hết tiền của anh đi rồi. Hơn nữa, Hồ gia, chuyện hiếp nam chiếm nữ là anh dạy tôi mà. Tốt, 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 tốt. Tốt lắm. Tôi dạy cậu thêm cái này nữa. Đánh, đánh đi. Đánh cho tôi. Đánh chết đi. Cái này, xem đi, rất tốt. Cảm ơn, chào anh. Chào anh, chào cô. Xin hỏi bà chủ Thu Nguyệt có đây không? Có. Chị Thu Nguyệt có người tìm chị. Là ai vậy? Vị trưởng quan này. Chào cô, bà chủ Thu Nguyệt. Là Cường Tử giới thiệu tôi tới tìm cô. Cường Tử đang theo bộ đồ của tôi. Anh ấy là phó quan của sư trưởng chúng tôi, cũng là bạn của tôi. Anh ấy nói ở Khang Lạc có đầy đủ đồ dùng, chất lượng lại tốt. Đúng lúc, tôi đang cần mua một số quân dụng hàng ngày, nên anh ấy giới thiệu tôi tới đây tìm cô. Anh tới mua hàng sao? Đúng vậy. Được, mời vào trong. Được. Cô xem, Cường Tử thật lợi hại. Đúng vậy, giờ anh Cường Tử phát triển quá. Đúng vậy, càng ngày càng lợi hại. Trưởng quan, mời ngồi. Được. Xin hỏi anh tên gì? Tôi họ Lu. Trưởng quan Lu, không biết anh cần những mặt hàng gì, có thể nói rõ không? Đây là danh sách hàng hóa, những thứ chúng tôi cần đều viết ở trên đây. Sao hả, bà chủ Thu Nguyệt, không vấn đề gì chứ? Những mặt hàng này tôi đều có hết. Như vậy đi, chiều tôi sẽ kêu người đi mua, sáng mai sẽ đưa tới chỗ anh. Không gấp, ngày mốt chuẩn bị là được. Tới lúc đó tôi sẽ qua lấy. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sao hả, không vấn đề. Anh xem trọng cửa hàng chúng tôi, chính là để mặt chúng tôi rồi. Hơn nữa, anh còn do Cường Tử giới thiệu tới, nhất định không vấn đề. Anh yên tâm. Trưởng quan, đi thông thả. Cáo từ. Anh đi cẩn thận. Sao rồi chị Thu Nguyệt? Cường Tử đúng là có lòng. Mấy mặt hàng này cửa hàng chúng ta đều có. Quá tốt rồi. Chỉ thiếu sáu cái nồi lớn. Họ cần nhiều nồi làm gì? Cuối cùng đánh trận phải ăn mới đánh được chứ. Thì đó, tôi biết một cửa hàng nồi như nhị thuần, ngày mai đi lấy cho tôi. Được, mấy mặt hàng này đừng để sót. Chúng ta đi chuẩn bị. Cô đi xuống qua điều hàng đi, tôi đi xem nồi đã. Anh đang làm cái gì vậy? Đang yên, đang lành. Anh nổi đi cái gì vậy? Xuân Hoa, đưa tiền cho anh. Em không có. Anh cờ bạc thua tiền, anh phải trả nợ. Tiền cái gì? Em không có tiền. Đưa anh. Anh còn mặt mũi đòi sao? Tiền của em vất vả cực khổ kiếm được từ quán bar.
Sau khi kết hôn với anh có cho em một xu nào không? Tiền của anh đều cho nhân tình ba mã lệ của anh. Anh tưởng em không biết sao? Ngay cả việc cứu anh ra khỏi tù cũng từ tiền mồ hôi nước mắt của tôi mà có. Ba mã lệ đó, cô ta là đồ khốn. Chắc em không đến nỗi ngoáy vào tim anh chứ. Đáng đời anh. Đáng đời anh. Đúng. Đáng đời anh. Anh cần tiền để trả thù ba mã lệ. Đưa tiền cho anh. Em không có. Không có. Đưa anh. Anh trả đi. Trả tiền lại cho tôi. Anh trả cho tôi. Trả lại đây. Hồ Văn Lâm. Hồ Văn Lâm. Trả tiền lại cho tôi. Hồ Văn Lâm. Trả tiền đây. Tên bại loại nhà anh. Đồ khốn. Số mình sao khổ như vậy chứ. Số mình sao khổ như vậy. Số mình sao khổ như vậy chứ. Đi thông thả. A Tú, đưa tiền cho tôi. Tiền gì hả? Hồi nãy tôi quên mang tiền. Nhị Thuận, không phải đi lấy thiết sao? Sao còn không đi? Tôi quên mang tiền rồi. Thu Nguyệt, chút nữa rồi tới lấy đi. Hồi nãy trên đường tôi nghe người ta nói cộng quân với quốc quân lại đánh nhau rồi. Nếu họ đánh nhau thì người dân phải chết bao nhiêu người nữa đây? Tôi còn nghe nói quốc quân với cộng quân là tử thù, sớm muộn gì cũng một trận tử chiến. Biết làm sao bây giờ? Đánh thì đánh, việc kinh doanh vẫn quan trọng hơn. Nhị Thuần, anh đừng đi nữa. Dù làm ăn này chúng ta không làm nữa. Vậy tôi lấy cái này. Dạ được, tiền đây. Cảm ơn, tạm biệt. Anh về rồi. Nè, chị Thu Nguyệt sao vậy? Dù làm ăn như vậy, sao lại không làm nữa? Đừng nói nữa. Tôi thấy trong lòng Thu Nguyệt vẫn chưa quên được Tử Kiện. Mà Tử Kiện là đảng Cộng sản, dân quốc cộng đánh nhau. Cô ấy không muốn thấy quốc dân đảng đánh đảng Cộng sản. Nhưng anh Cường Tử lại là quốc dân đảng. Đúng vậy, bởi mới nói trong lòng Thu Nguyệt rất là khổ. Vậy anh nói xem phải làm sao đây? Sao vẫn còn ngủ vậy? Dậy đi. Bà để liều sống liều chết ra ngoài kiếm tiền, còn anh chỉ biết ngủ. Xếp mình gói đi. Đi theo tôi. Ông chủ không tệ đâu. Nào, ông xem. Nào, bên này. Ông chủ tôi, sưởng bút máy của ông không tệ đâu. Không dám. Chúng ta hợp tác bao nhiêu năm, bút máy của ông bán rất dài, xưởng cũng rất là lớn. Sao tự nhiên là chuyện nhỏ? Hay à, bút máy này thì làm sao vậy? Cô xem, trong này có bộ máy đó. Hồ Văn Lâm, anh muốn đi đâu? Anh ra ngoài tìm việc làm. Có phải đi cờ bạc nữa không? Anh lấy đâu ra tiền mà cờ bạc?
Hồ Văn Lâm, anh đứng lại cho tôi. Lại gì nữa đây? Tôi nói anh biết, số tiền đó là tôi vất vả khổ cực kiếm được. Tôi phải gửi cho cha tôi. Anh muốn cầm số tiền đó đi làm cái gì? Được được được, gửi cho em dùng đi. Còn nữa không? Còn nữa không? Còn đâu nữa chứ? Anh còn, anh lừa tôi. Bỏ ra, em bỏ ra. Em bỏ ra đi. Hồi trước anh tiêu bao nhiêu tiền của anh, giờ anh tiêu một chút có sao đâu. Hồ Văn Lâm, bây giờ anh có mặt lĩnh thật. Anh còn ăn hiếp cả phụ nữ nữa. Trừ tử, anh biết đó là ai không? Tôi biết. Xuân Hoa là em gái tôi. Nó là em gái tôi. Anh thử đánh nó đi. Tôi nhìn ra rồi. Vậy ngay cả chân còn lại của anh cũng không cần đúng không? Trường tử đừng mà. Xuân Hoa, chạy, chạy đi đâu? Xuân Hoa, anh ấy đã là người tàn phế rồi. Anh còn muốn bắn chết anh ấy sao? Xuân Hoa, hắn đối với em như vậy và em còn nói giúp cho hắn sao? Anh ấy chết rồi anh tính làm sao? Anh tìm cho em một người khác. Cường tử, một chân của tôi đã bị phế rồi. Cậu tha cho tôi đi. Vậy tôi sẽ phế chân còn lại của anh. Anh tha cho anh ấy đi mà. Đây là chuyện gia đình của em, không cần anh lo. Em nói cái gì? Anh đừng xen vào. Anh đi đi. Đi đi mà. Đi đi. Thật là, trước đây ông là lão đại của cậu đó. Hồ gia, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời. Dòng ơn phụ nghĩa, tiểu nhân vô sĩ. Xuân Hoa à, Xuân Hoa. Thu Nguyệt, anh hỏi em một chuyện. Lần trước giới thiệu món làm ăn cho em, sao lại không cần? Có phải em lo sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của anh? Anh là phó quan của sư trưởng, ai dám làm gì anh chứ? Được rồi, anh sẽ kêu bộ phận Nguyên Nhung tới chỗ em đặt hàng. Em sẽ kiếm được một số tiền lớn. Anh không cần làm vậy. Vụ làm ăn này em không làm. Tại sao? Người nhà đánh người nhà, em giúp ai? Không giúp ai. Nếu Tự Kiện ở đây, cũng không đồng ý anh làm như vậy đâu. Được rồi, em không nhắc tới anh ấy nữa. Ý em là sao? Em bàn với anh một chuyện. Nói đi, là chuyện gì? Bây giờ kinh doanh ngày một kém đi. Ông chủ Nghiêm giới thiệu một xưởng bút muốn em tiếp nhận. Em muốn bán Khang Lạc đi để tiếp quản xưởng bút. Em cũng có kinh nghiệm sửa bút, chắc cũng sẽ quản lý tốt xưởng bút. Hay là, hay là anh xuất ngũ cùng em quản lý xưởng bút đi. Bây giờ ở quân đội làm rất tốt, còn sắp được thăng chức. Em kêu anh xuất ngũ, người Nhật Bản đã đầu hàng rồi. Người mình đánh người mình không còn ý nghĩa gì cả. Được. Được rồi, em không nói nhiều với anh nữa. Em muốn bán Khang Lạc. Em nói với anh, em muốn bán Khang Lạc. Bây giờ muốn nghe ý kiến của anh. Được, em là bà chủ, em quyết định đi. Mọi người quan kính bà chủ mới, Đỗ Thu Nguyệt đi. Vỗ tay. Chào bà chủ, chào. Chào bà chủ, mọi người làm việc đi. Chào bà chủ, mọi người vất vả rồi, làm việc đi. Được quá chứ, anh nhìn kia, làm việc đi. Một người phụ nữ thì có thể cứu sống ở hỗn độn này không? Tôi không biết nữa, để xem rồi tính sao. Tài, 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 nhanh lên, đừng lãi nhãi, nhanh lên, mặc hết đi. Nhanh lên, lão tổng tôi xin lỗi. Đi, 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 đi. Tiên sinh, mời. Chị
Mời. Mời. Xuân Hoa. Về rồi à? Em còn tưởng ngay cả cơm anh cũng không cần ăn. Đồ ăn ngon như vậy tất nhiên phải ăn rồi. Xuân Hoa, cả nhà Thẩm tiên sinh về Thượng Hải rồi. Anh có thấy con trai em không? Tất nhiên là thấy. Dáng vẻ cũng cao lớn rắn chắc, hình như tên là Thẩm Khang. Giờ em là vợ của anh. Với Thẩm gia đã là chuyện trước đây rất lâu rồi. Anh đừng làm khó em. Xuân Hoa, số em khổ như vậy, anh làm khó em làm gì? Anh muốn làm khó họ kìa. Đó là con ruột của em. Nếu anh dám làm gì họ, em sẽ liều mạng với anh. Em nghĩ đi đâu vậy? Sao có thể làm gì một đứa bé? Anh muốn làm khó nhà họ Thẩm. Hồi trước hắn lừa em, nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Làm có hắn thì có lợi gì chứ? Cái khác không nói, nhưng anh phải đòi hắn một số tiền lớn. Anh đừng có làm bậy. Anh đã dò hỏi rồi. Bây giờ hắn vừa có tiền vừa có thế, lấy con gái của một tướng quân quốc dân đảng, là thành viên của quốc dân đảng, không biết kiếm bao nhiêu tiền bẩn nữa. Hắn có thể kiếm tiền, đó là bản lĩnh của hắn. Anh đừng ghen tị làm gì. Anh ghen tị cái gì? Chân anh mà không bị phế thì nhất định còn bản lĩnh hơn hắn nữa kìa. Tiền của hắn không biết kiếm như thế nào nữa. Bận tâm hắn kiếm tiền như thế nào làm gì. Anh phải hứa với em, chuyện này anh đừng bao giờ làm bậy. Xuân Hoa, em đã gặp bao nhiêu sóng gió rồi, sao mà nhát gan vậy? Em chẳng cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể gặp con trai một lần thôi. Anh biết em không thể sinh nữa mà. Nó là cốt nhục duy nhất của em. Xuân Hoa, đừng khóc nữa Xuân Hoa. Anh biết, anh biết. Em muốn gặp con thì nghe anh sắp xếp đi. Nào, ăn cơm, ăn cơm đi. Thẩm tiên sinh, đây là văn kiện nhà thư mời tối hôm nay. Để đó đi. Đó đi. Tiên sinh, mời. Thẩm tiên sinh, lâu rồi không gặp. Thẩm tiên sinh, bớt nói nhảm đi, tôi đang rất bận. Thẩm tiên sinh, thư tư gửi chắc ông xem rồi. Xuân Hoa muốn gặp con mình. Đứa bé vừa sinh ra đã không ở bên cạnh của Xuân Hoa, nên giờ không cần thiết phải gặp mặt làm gì. Ai nói là không? Đứa bé này suy cho cùng cũng là cốt nhục từ trên người của Xuân Hoa. Tính của Xuân Hoa chắc ông cũng hiểu rõ. Chuyện cô ấy đã quyết định thì nhất định sẽ làm được. Tôi lo lắng cái gì hả? Là lo Thẩm tiên sinh quyền cao chức trọng đó. Chuyện Ly Miêu tráo thái tử năm xưa mà đồn ra ngoài, khó nghe lắm. Mấy chuyện xưa cũ đó anh còn nhắc lại làm gì? Năm xưa tôi sợ vợ tôi, muốn kế thừa tài sản nhà của ấy. Bây giờ cái gì tôi cũng có hết.
Ngay cả vợ tôi cũng đổi luôn. Tôi còn sợ gì nữa? Lý Miêu cháu thái tử là một tay lo liệu. Anh không biết ngại mà còn nhắc lại nữa. Nhớ kỹ, sau này không được liên lạc với tôi. Nói với Xuân Hoa, đúng, vợ cô ấy là vợ của anh mà. Kêu cô ấy từ bỏ suy nghĩ về đứa bé đi. Đứa bé này là tôi nuôi lớn. Nó là con trai của tôi. Cái đồ keo kiệt. Đồ keo kiệt. Sao anh còn ở đây? Em đã nói với anh rồi mà. Kêu anh ra ngoài liên lạc với Thẩm tiên sinh. Anh liên lạc chưa? Khi nào em mới có thể gặp con em đây? Thẩm tiên sinh đang ở trong phủ thị chính. Ngoài cửa có cảnh sát canh giữ. Anh nói vào là có thể vào chắc. Phủ thị chính. Chào ông. Chào anh. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nào, ăn cơm thôi, đi. Đi. Dừng xe. Thank you. Tôi đang suy nghĩ, sự bút của chúng ta muốn tìm được đường phát triển trong lúc khó khăn thì cần phải có thương hiệu của riêng mình. Đúng. Không biết mọi người có ý tưởng gì không? Đàn ông thời này ai cũng thích có một cái bút trước ngực. Như vậy mới thể hiện mình có văn hóa và cũng thể hiện thân phận và địa vị của mình. Đúng vậy. Chỗ tôi có cất giữ ba cây bút. Tôi nghĩ mục tiêu tương lai của chúng ta chính là sản xuất và bút vàng như vậy. Anh xem. Không tệ đâu. Thì ra là loại này. Thu Nguyệt, ba cây bút này đều là thương hiệu cũ của Âu Mỹ. Theo những thực lực của xưởng ta hiện giờ, không thể nào làm được những mẫu này. Tôi biết, nhưng chúng ta có thể tìm cách để trở nên khác biệt hơn. Nói chung đúng. Mọi người xem, cái bút này là bác Hà để lại cho tôi. Sự khác biệt lớn nhất của nó là trên bút có một miếng ngọc màu xanh. Còn cái bút này là một người bạn phóng viên để lại cho tôi. Tôi thích màu sắc của nó nhất, vô cùng nho nhã. Thu Nguyệt, có rồi. Chúng ta lấy màu sắc cơ bản của người phóng viên, sau đó cộng thêm chút vàng trên ngòi bút này, rồi trên nắp bút khảm thêm một viên đá. Mọi người thấy sao? Đúng đó, đây cũng là cách hay. Đúng rồi, quân tử như ngọc, đàn ông nhất định sẽ thích. Vậy đặt tên là Lục Bảo. Bút máy Lục Bảo. Đúng, hay thật. Cái tên hay quá. Mọi người nói gì náo nhiệt vậy? Xuân Hoa, chị Xuân Hoa tới rồi. Em tới mà không nói tiếng nào. Để chị kêu A Tú ra đón em. Đúng, em đi đón chị. Chúng ta cần khách sáo gì sao? Em muốn hỏi, ở đây một người có trình độ cao, ba miếng dầu nghĩa là cái gì? Ba miếng dầu, vừa ba miếng bơ là thank you. Đó là tiếng Anh, nghĩa là cảm ơn. Thì ra là vậy. Nó nói cảm ơn tôi. Nó cảm ơn tôi đó. Cảm ơn tôi. Ba miếng dầu là cái gì? Sao vậy? Chị Thu Nguyệt, nó nói cảm ơn em. Ai vậy? Em gặp con trai của em rồi. Con trai. Dáng nó cao cao như vậy, nhìn rất là rắn chắc, phơi nắng nên rất là đen. Nhìn nhìn là biết hay chơi ngoài nắng rồi. Xem là Thẩm tiên sinh rất tốt với nó. Thật không ngờ đứa bé này vẫn còn sống. Hơn nữa,
Em còn gặp được nó. Chị không hiểu được cảm giác mang thai 10 năm đâu. Thật ra không phải em bé vừa sinh ra mới biết khóc, biết cười, biết quấy đâu. Lúc nó còn trong bụng thì đói bụng là đá mình, lúc nó vui cũng đá mình. Tóm lại chị chưa hiểu được cảm giác đó đâu. Có lúc nó giờ trong giấc mơ của chị. Em đã mấy lần nằm mơ thấy đứa bé từ từ lớn lên. Nó gọi em là mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Chị biết không, ngoại hình của nó thực sự giống như em nghĩ. Chị có thể hiểu cái cảm giác làm mẹ nhưng không gặp được con. Xuân Hoa, chị nói cho em biết, nếu Thẩm tiên sinh biết em gặp được đứa bé, không sao hết. Bởi vì bây giờ ông ấy là thành viên chính phủ, cần thể diện, cùng lắm sẽ chuyển đi, chuyển tới một nơi chúng ta không tìm thấy được. Nhưng mà em có từng nghĩ, nếu Hồ Văn Lâm biết chuyện này, hắn sẽ như thế nào? Con người Hồ Văn Lâm chỉ yêu tiền, cùng lắm sau khi hắn biết chuyện đứa bé thì sẽ đi đòi tiền Thẩm tiên sinh. Chị Thu Nguyệt, bây giờ em thấu hiểu một điều. Thật ra cuộc đời một con người chỉ cần có một người làm mình ngày nhớ đêm mong. Cuối cùng thì em đã tìm được con trai của mình. Em muốn có đứa bé này, bất luận sau này ra sao, em cũng không thể để con trai của em không có mẹ được. Em đừng nói bậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Bước qua vàng lục bảo, chất lượng ổn định. Thành công, thành công rồi. Tốt quá, tốt quá chị Thu Nguyệt. Thành công, quá tuyệt, quá tuyệt rồi. Lục bảo. Thu Nguyệt, tên bút máy là Lục Bảo, hay lắm. Rất tốt. Cậu xem, chủ tịch, ông là người trong ngành, hôm nay tôi tới là muốn nhờ ông góp ý kiến. Sau khi về tôi sẽ cải tiến lại. Mới cách đây mấy hôm đã nhìn vào con mắt khác. Giờ tôi nào dám mò ra khuyết điểm của cô. Tôi nhờ cô góp ý lại thì đúng hơn đó. Chủ tịch khách sáo rồi. Hôm nay tôi đến là có một việc muốn nhờ. Hoạn nạn gặp chân tình. Thông qua chuyện lần trước, tôi cho rằng cô là bạn tốt nhất của tôi. Cô nói đi, có yêu cầu gì? Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm. Chủ tịch, nếu ông cảm thấy Lục Bảo không tệ, về ít tầng có thể suy nghĩ nhập Lục Bảo bày trên kệ không? Câu này cần cô phải nói sao? Bút máy của anh tôi không thể nhập, nhưng tôi sẽ nhập bút máy của cô. Chúng ta còn chưa hồi phục như xưa. Bây giờ trừ một thương hiệu cũ ra thì bán thêm những mặt hàng khác. Đây là ông đề xuất trong ban quản trị. Đây đúng là một vấn đề. Chủ tịch, thật ra bán thêm cũng được. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cô thông cảm giùm. Cảm ơn. Thật ra ít tân nhập bút máy Lục Bảo của chúng tôi đã là sự ủng hộ lớn nhất đối với Thu Nguyệt rồi. Thu Nguyệt, nếu có thể bán được Lục Bảo, chúng tôi sẽ thanh toán cho cô ngay. Đông Á chúng tôi đều bán thương hiệu cũ. Lục Bảo của cô tôi chưa từng nghe tới. Nó không những rẻ mà còn rất tốt nữa. Dùng tốt chưa chắc đã bán được. Người Thượng Hải rất là kén chọn. Thu Nguyệt à, nghề này không dễ làm đâu. Cô về trước đi, tôi còn có việc.
Dì ơi, con xin lỗi. Họ Thẩm kia, anh có quản con trai mình không vậy? Anh muốn mua sát con tôi à? Sao rồi, sao rồi? Đi 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 đi, nào nào nào. Nó rõ ràng biết có em bé mà. Nó cố tình đá banh vào bụng em. Đây không phải giết người thì là gì? Cái gì? Em có rồi. Anh vừa mới biết thì làm sao Khang Nhi biết được chứ? Anh còn binh vực nó. Anh đi tìm bác sĩ ngay. Anh tìm bác sĩ làm gì? Trong nhà có tội phạm giết người, hôm nay bảo vệ nó thì ngày mai nó dùng chiêu cát hại em. Khang Nhi không phải cố ý mà. Nào Khang Nhi, lại đây, xin lỗi mẹ đi. Không, bụng em đau quá. Để anh coi, để anh coi. Để anh coi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Sao vậy? Nói mẹ. Nói gì nghe. Có chuyện gì? Đừng khóc nữa. Đừng khóc. Đừng khóc mà. Con khóc làm tim gì muốn giỡn nát. Con nói gì nghe có được không? Mọi người tới xem đi. Bút ngoài vàng lục bảo. Cho xem thử bút gì mà tới xem. Xin lỗi xin lỗi. Bút ngoài vàng lục bảo. Gọi Thu Nguyễn sắp xếp rồi đưa hàng tới đi. Đưa hàng, lô hàng trước đó còn chưa thanh toán. Sao còn hỏi gì được? Giờ vấn đề này. Được rồi, đưa hàng tới rồi thanh toán luôn. Tôi đi đây. Hàng tới thanh toán luôn. Vậy tôi đi, nào xem đi. Chị Xuân Hoa, tôi đã treo bảng ngừng kinh doanh ra ngoài. Được, mọi người về đi. Tạm biệt chị Xuân Hoa. Khang Nhi, con uống thử cái này đi, xem có ngon không? Ngon lắm. Nhưng mùi vị hơi lạ. Đây là nước ép hỗn hợp, uống rất tốt cho sức khỏe. Khang Nhi, con sao vậy? Chị thấy con không được vui. Nói cho dì nghe đi. Dì mới, ba con ấy về có em bé rồi, cho nên không cần con nữa. Muốn được con tới chỗ mẹ trước của con. Mẹ kế xưa giờ làm sao bằng mẹ ruột, lúc nào cũng lạnh nhạt. Nhưng mẹ ruột của con cũng không hẳn là người tốt. Tuy không để cho con bị đói lạnh, nhưng là không giống như người mẹ khác. Hôn con, ôm con. Sau khi ba con ly hôn với bà ấy, thì ánh mắt bà ấy nhìn con giống như chó điên vậy. Con gọi mẹ, bà ấy nói cút. Đó là vì bà ấy không phải mẹ ruột của con. Làm sao dì biết? Dì đoán thôi. Dì à, dì có con không? Hồi trước dì từng có một đứa, nhưng sau khi nó ra đời đã bị người ta bắt đi mất. Sau đó dì mới biết. Nhưng mà không biết đi đâu tìm nó về nữa. Tụi nó cũng cỡ bằng con. Mỗi lần dì đi trên phố nhìn thấy những đứa trẻ như vậy thì cảm thấy như con trai của dì. Con trai Khang Nhi. Khang Nhi, con đang ở đâu vậy? Khang Nhi, con muốn bà lo lắng tới chết hay sao? Khang Nhi, sắp chết rồi. Xuân Hoa, cả ngày không kinh doanh, bộ muốn chết à? Nhỏ tiếng thôi được không? Anh đang ở quán ma của mình, tại sao phải nhỏ tiếng? Tối hôm nay anh tự tìm chỗ khác mà qua đêm đi. Em, oh.
Em, bên này, bên này. Đây, đây là ai? Con trai em. Em đừng nói tới đây. Cái gì đừng tới đây? Anh đừng nói vậy. Được, vậy tối nay anh ra ngoài tìm chỗ ngủ. Ngủ ở đâu? Chỗ A Long. Đi đi. Bút máy lục bảo tốt lắm, may mắn thật. Đúng đó, tốt quá trời luôn. May mắn, may mắn, đúng vậy. Chủ tịch Lý, bút ngồi vàng lục bảo. Đúng vậy, đây là bút máy thương hiệu lục bảo, dùng rất tốt, kiểu dáng lại đẹp. Tính đặt cái này ở đây à? Lấy quái vật này ra đi. Chủ tịch Lý, thương hiệu bút máy lục bảo của chúng tôi những lần khác bán rất chạy. Đúng vậy, mà rất dài. Á cũng nhập một ít đi. Mô hình này là chúng tôi dùng để quảng cáo. Đúng vậy, dùng để quảng cáo. Các người bỏ công không ít đâu. Công ty bách quá Đông Á chúng tôi lớn như vậy, bán hàng ngàn hàng vạn thương hiệu. Cậu đặt cái này ở đây thì chẳng phải thành cửa hàng bách quá của các người hay sao? Thật ra thì đừng nói tôi không nhập hàng của các người, mà tôi có nhập thì cậu cũng không được bày ra ở đây. Lập tức mang đi cho tôi. Chủ tịch Lý, chủ tịch ạ, giờ tính sao đây? Nghĩ cách cáp mấy sao giờ? Đúng rồi. A Tú, đơn hàng đã thống kê hết chưa? Thống kê xong rồi chị xem thử. Bút máy lục bảo đứng đầu hàng trong nước. Em xem số hàng này. Cục trưởng Nghiêm, các người không tận tâm chút nào. Tìm cả một đêm rồi tôi không tìm được con trai của tôi. Tôi đây. Được rồi. Được rồi. Các người, các người đừng bao giờ làm khó con trai tôi. Thằng bé chạy ra ngoài chơi thôi mà, làm gì mà quá lên như vậy chứ. Nó sẽ về thôi. Em có thể bớt nói vài câu không? Nó bị bắt cóc rồi. Vậy họ đưa ra điều kiện gì? 300 ngàn. Nhiều vậy? Chỉ cần hàng gì có thể về nhà, anh chấp nhận hết. Số tiền này quá nhiều. Phải chuộc con trai anh về. Em có suy nghĩ đến tâm trạng của anh không? Em chỉ biết tiền thôi. Hồ Văn Lâm, tình khốn kiếp. Cô đem hai ly nước trái cây cho khách đi. Dạ được. Cậu lại đây. Loại ruộng này hết hàng rồi. Nhớ ngày mai phải nhập hàng đó. Bà chủ có người tìm chị. Ai vậy? Tôi không biết. Xung quá. Cô khỏe không?
Chưa chết. Con trai tôi đâu? Tôi đang muốn hỏi cô. Ông còn mặt mũi hỏi tôi? Nó vừa ra đời thì ông đã lừa bế nó đi mất. Đúng là vô sĩ. Tôi biết cô hận tôi, nhưng cô không thể trút giận lên đứa bé được. Tôi trút giận lên đứa bé hay là ông dung túng hai vợ mình? Bà thứ nhất, đó giờ không xuống lầu bế nó. Bà thứ hai, vừa mới mang thai thì muốn đuổi con trai tôi đi. Làm sao cô biết? Thôi thì tôi nói thẳng với ông luôn, giờ Khang Nhi đang ở chỗ tôi. Nếu hai bà vợ của ông không thể chấp nhận nó thì ông trả nó cho tôi đi. Nực cười, Hồ Văn Lâm có thể chấp nhận nó sao? Ông tưởng tôi sợ Hồ Văn Lâm mà. Tôi mở quán bar này nên nó đủ nuôi hai mẹ con tôi. Sau này Khang Nhi vẫn